Tại sao người phụ nữ ngoại tình lại khó dứt? Các thân mến, xã hội đang lên án những người phụ nữ ngoại tình bởi vì họ vứt đi những thuần phong mỹ tục tồn tại đã bao nhiêu đời nay của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng mấy ai hiểu được tại sao người phụ nữ ngoại tình lại khó dứt nếu như nó chỉ đơn giản là những sự ích kỷ vì bản thân mà rời bỏ gia đình êm ấm và ruồng rẫy những đứa con còn nhỏ dại, thì đó thực sự là một sự lên án đúng đắn. Còn thực tế thì lại có rất nhiều những nỗi niềm của người phụ nữ khó nói trong cuộc hôn nhân của mình, khiến cho họ mong đợi hơn sự hạnh phúc từ một người đàn ông đến từ bên ngoài. Và cùng với chủ đề này, chúng ta hãy cùng trao đổi trong video ngày hôm nay có tựa đề Tại sao người đàn bà ngoại tình lại khó dứt. Các bạn thân mến, nhiều nam giới yêu bằng lý trí thì phụ nữ họ lại yêu bằng con tim. Có một thực tế đáng báo động hiện nay ở các gia đình, đó là tình trạng ngoại tình. Trước đây ở xã hội cũ, người ta đề cao các đức tính công dung ngôn hạnh của người phụ nữ. Người đàn bà chính chuyên cả đời chỉ được có một chồng. Những người phụ nữ qua lại với nhiều người đàn ông sẽ bị lên án rất gắt gao. Bởi vậy mà chúng ta thấy phần nhiều đàn ông ngoại tình. Nhưng bây giờ do nhiều nguyên nhân khác nhau mà phụ nữ có các mối quan hệ ngoài luồng cũng không thiếu. Và khi đã ngoại tình thì họ sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc gia đình mình của chính bản thân nữa để chạy theo nhân tình. Lý do hàng đầu khiến người phụ nữ ngoại tình khó dứt đó chính là phụ nữ thì họ thường chịu nhiều thiệt thòi hơn sau khi kết hôn. Chính vì vậy khi đã tìm được cho mình một sự cứu cánh từ người đàn ông bên ngoài, một sự yêu thương trỗi dậy, thì họ thường sẽ không thể nào mà dứt ra nổi. Hôn nhân nên cần có sự cố gắng gìn giữ từ hai phía. Muốn đi cùng nhau lâu dài thì cả vợ và chồng cần có sự thấu hiểu, tôn trọng và bình đẳng như nhau. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng hiện nay không thực hiện được điều đấy. Xã hội phong kiến với tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến tận ngày nay. Khi mà người phụ nữ trong gia đình luôn phải hy sinh nhiều hơn, họ thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm một bà nội trợ và phải sống xa gia đình ruột thịt của mình. Thật ra không có gì nếu như người phụ nữ gặp được gia đình chồng thấu hiểu và yêu thương mình, nhưng mấy ai được như vậy đâu. Bố mẹ chồng thì khó tính, gia trưởng thì lại càng tạo áp lực lớn lên con dâu. Điều này dễ khiến cho họ rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc đem đến những hậu quả khó lường. Nếu mà vì gia đình khiến họ phải nghỉ việc ở nhà, cả ngày quanh quẩn trong ngôi nhà cứ hết dọn dẹp, nấu cơm, giặt đồ, trông con, thì càng khiến cho phụ nữ dễ stress hơn, không có cuộc sống riêng tư, niềm vui riêng. Nên khi một người đem đến cho người phụ nữ những sự tôn trọng, sự yêu thương, sự nâng niu, bao bọc, thì đó là yếu tố thuận lợi để cô ấy đi ngoại tình và không thể nào mà dứt ra nổi. Nguyên nhân thứ hai khiến cho người phụ nữ ngoại tình nhưng cũng không thể nào dứt ra được sự u mê của bản thân, đó là bởi vì các chị em sống thiên về tình cảm quá nhiều mà không có lý trí. Có một sự thật mà ai cũng phải công nhận, đó là những người phụ nữ họ sống thiên về tình cảm rất nhiều. Bởi vậy nếu sống ở trong một gia đình có người chồng không yêu thương, bao bọc họ, thì họ sẵn sàng đánh đổi sự ổn định và cả sự sung túc để đi đến với người tình với một tương lai mơ hồ, bất định nhưng được cho là hạnh phúc đích thực. Họ mong muốn được sống thật với lòng mình, với chính bản thân mình. Đó là một sự liều lĩnh. Nhưng trong thực tế đã có nhiều người phụ nữ vì chạy theo tình cảm mà bỏ chồng, bỏ gia đình, bỏ con cái, thậm chí là từ mặt cả với gia đình mẹ đẻ. Bởi vậy họ rất khó để dứt bỏ được thứ tình cảm này. Con tim không biết nghe lời lý trí thật sự cũng là một cái bẫy rất lớn với những người phụ nữ đa cảm. Nguyên nhân thứ ba lớn không kém cạnh gì những nguyên nhân trên khiến cho người phụ nữ ngoại tình khó dứt đến từ các ông chồng, đó chính là khi các bà vợ có những ông chồng vô tâm. Nếu như sống với một người chồng vô tâm thì phụ nữ họ càng có thêm khao khát với người đàn ông lịch sự, ga lăng, biết lắng nghe, thấu hiểu và chiều chuộng. Thật ra thì người chồng vô tâm cũng có nhiều lý do mà các anh cũng cần được thông cảm, như là sau khi lấy vợ, có gia đình, gánh nặng kinh tế đè lên vai người đàn ông nhiều hơn. Vì thế họ cần cố gắng ra sức kiếm tiền để đem lại cuộc sống hạnh phúc và ấm no cho vợ con. Đôi lúc do quá bận rộn mà không thể nào quan tâm vợ, hay nhớ đến những ngày kỷ niệm, hay không thể nào san sẻ với vợ tất cả những công việc nhà, sẽ khiến cho các chị vợ trở nên áp lực và xa cách nhiều hơn. Hay là những người đàn ông vốn có bản tính vô tâm sẵn,
cùng đi làm việc như nhau, nhưng sau khi hết giờ vợ lại phải là người tất bật đón con về nhà cơm nước, thì các ông chồng lại được đi uống nước, đá bóng, bia bọt, cà phê với bạn bè. Hay như là khi họ quên đi những ngày kỷ niệm của cả hai, thiếu sự quan tâm với vợ. Điều này khiến cho người phụ nữ dần lạnh nhạt tình cảm. Sau này khi nhận ra rằng chính sự vô tâm của họ đã đẩy vợ mình đi trên con đường lầm lỗi, muốn cứu vãn nhưng cũng không còn cơ hội. Bởi khi người phụ nữ nhận được thứ mà cô ấy cần từ một người đàn ông khác, thì dù bạn có thành công, bạn có sửa sai thế nào thì có lẽ cũng đã muộn. Cô ấy không cần nữa. Một chiếc cốc đã bể thì rất khó có thể làm lành lại. Hạnh phúc gia đình đã tan nát thì khó mà có thể gây dựng lại như ngày ban đầu. Vợ chồng vốn đã có những rạn nứt tình cảm cũng là một nguyên nhân lớn khiến cho người phụ nữ ngoại tình nhưng khó dứt. Kể cả ban đầu hai người có đến với nhau vì tình yêu hay chỉ đơn giản là gặp nhau lúc thích hợp rồi kết hôn, thì quá trình chung sống với nhau rất dễ có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Chưa muốn nói mâu thuẫn là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Nếu như cả hai vốn dĩ không biết cảm thông, nói chuyện và chia sẻ với nhau để giải quyết mâu thuẫn một cách triệt để, thì đó là tiền đề của sự rạn nứt tình cảm và là điều kiện thuận lợi để người phụ nữ đi ngoại tình khi gặp được người đàn ông khác thấu hiểu và biết dỗ dành chiều chuộng mình hơn. Một mối quan hệ không được xây dựng dựa trên nền tảng tình yêu là lý do thứ năm khiến người phụ nữ ngoại tình khó dứt. Trên thực tế thì không phải mọi cuộc hôn nhân đều bắt nguồn từ tình yêu. Có rất nhiều gia đình bởi vì nhiều lý do khác nhau như là tuổi tác, mai mối hay do gia đình áp đặt, bắt ép mà họ phải lấy nhau. Chúng ta đều biết gia đình được xây dựng trên nền tảng tình yêu, khi lấy nhau thì mới có sự bền chắc. Khi không có tình cảm với nhau thì rất khó có thể chia sẻ, thậm chí khó có thể mở lời nói chuyện với nhau, chứ nói gì là chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống hay là những suy nghĩ từ tận sâu đáy lòng để có thể thấu hiểu hay là vị tha cho nhau. Bởi vậy mà họ rất khó có thể đi được cùng với nhau đến cuối cuộc đời, hoặc có đi cùng nhau thì cũng trong sự chán trường và im lặng. Vợ chồng sống với nhau đôi lúc sẽ có sự cơm không lành, canh không ngọt, hay như áp lực từ xung quanh khiến cho họ yếu lòng. Nếu như một người đàn ông xuất hiện đúng lúc này, quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu sẽ càng khiến cho người phụ nữ ngả về hướng đó nhiều hơn. Và nếu như tình trạng này không có cách giải quyết thì ngoại tình là một điều khó dứt bỏ. Nguyên nhân thứ 6 khiến chị em phụ nữ ngoại tình khó dứt đó là khi chị em đã tìm được tình yêu đích thực. Cuộc sống ngày nay đúng là vẫn còn những điều khá cổ hủ, thế nhưng cũng đã thoáng hơn trước kia rất nhiều. Có nhiều cặp đôi nên duyên vợ chồng có thời gian tìm hiểu một cách chóng vánh, ví dụ như qua mai mối hay chỉ là tình cảm nhất thời. Họ có quá ít thời gian để tìm hiểu lẫn nhau về tính cách, về sở thích, về gia đình, về con người. Sau này khi sống với nhau trong một quãng thời gian dài, mâu thuẫn giữa cả hai xảy ra, họ nhận ra đó không phải là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Nếu như một người đàn ông khác nắm bắt thời cơ này và xen vào giữa, đem đến cho cô ấy những điều cô ấy mong muốn về một tình yêu đích thực, người phụ nữ này sẵn sàng ngoại tình để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Và khi tiền đề của mối quan hệ ngoài luồng này là một tình yêu nồng cháy thì rất khó mà phụ nữ có thể dứt bỏ ra được. Đặc biệt là những chị em phụ nữ mà từ trước đến nay chưa hiểu được và chưa được nếm chút mật ngọt nào của tình yêu, thì khi tìm được cho mình một người đàn ông được coi là đích thực này, thì tất cả những yếu tố như gia đình, con cái, công việc hay hoàn cảnh sống chẳng là cái gì trong mắt những người phụ nữ đa cảm, chạy theo những tình cảm mù quáng này nữa. Nguyên nhân thứ 7 khiến cho nhiều chị em phụ nữ ngoại tình nhưng khó dứt đó chính là khi mà họ không có sự ràng buộc về con cái. Như đã nói ở trên thì người phụ nữ sống thiên về tình cảm, mà con cái thì chính là sợi dây tình cảm ràng buộc chắc chắn nhất giữa người phụ nữ với gia đình, với người chồng của mình. Kể cả là khi việc làm vợ, làm mẹ, làm dâu khiến cho người phụ nữ có những vất vả, những bất công và những áp lực như thế nào, thì họ vẫn sẽ cố gắng gìn giữ một gia đình hoàn chỉnh, cốt cũng là vì con cái. Đây là đức tính hy sinh cao cả của người mẹ, bởi họ biết rằng nếu như ly hôn thì con cái luôn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nhưng mà nếu gia đình không có con cái, sự ràng buộc này trở nên rất mỏng manh, thậm chí không còn chút ràng buộc nào nữa với nhau. Họ dễ bị lụy tình nếu như gặp được một người đàn ông tốt hơn chồng hiện tại, nếu như gia đình không hạnh phúc và lại còn không có con cái nữa.
Khi đó những người phụ nữ sẽ trở nên tự do và quyết đoán hơn trước những sự lựa chọn của cuộc đời mình. Và lý do cuối cùng khiến cho người phụ nữ ngoại tình nhưng khó dứt đến từ ngoại cảnh, đó chính là do môi trường làm việc. Rất nhiều người phụ nữ ngày nay có sự độc lập về tài chính, có công việc riêng và có những mối quan hệ bạn bè riêng mà không cần phụ thuộc vào người chồng. Công việc riêng giúp cho họ tiếp xúc với nhiều người, nhất là những người đàn ông khác. Vậy nên tỷ lệ ngoại tình cũng tăng cao. Nói đơn giản như việc một ngày đi làm 8 tiếng, thời gian ở chỗ làm nhiều hơn so với ở nhà. Gặp người đàn ông ở cơ quan còn thường xuyên hơn, khiến cho nhiều mối quan hệ ngoài luồng của phụ nữ rất khó dứt bỏ. Các mối quan hệ ngoại tình chúng ta thường thấy nhất khi ở nơi làm việc, đó có thể kể đến như là mối quan hệ giữa giám đốc và thư ký. Thường thì những cô thư ký giám đốc sẽ có ngoại hình xinh đẹp, giỏi giang và vô cùng nhanh nhẹn. Mà những người như vậy thì rất là thu hút ánh nhìn của đàn ông. Thế rồi công việc hàng ngày lại tiếp xúc nhiều với nhau nên rất dễ nảy sinh tình cảm. Một số người còn vì sự thăng tiến trong công việc mà chấp nhận đánh đổi. Giám đốc và thư ký, một bên cần tình, một bên cần sự nghiệp, sẽ là một trong những màn trao đổi công bằng và thực hiện được nhiều ở nơi công sở. Hay là ngành môi giới bất động sản cũng vậy. Phụ nữ làm trong ngành môi giới bất động sản rất nhiều. Và để có thể bán được nhiều căn nhà, nhiều dự án thì họ sẽ phải gặp gỡ nhiều khách hàng, và đặc biệt là những khách hàng nam giới. Những người nam giới này thì thường có đặc điểm là giàu có địa vị xã hội, thế nên lại rất dễ làm những người phụ nữ bị lung lay. Hoặc là một số những ngành nghề đặc thù như là showbiz, nhân viên các quán karaoke, các quán vũ trường, hay là công nhân tại các công ty, và còn vô vàn những ngành nghề khác nữa. Và đương nhiên là đối với những người phụ nữ vốn đã có máu lẳng lơ trong người thì dù làm nghề gì họ cũng sẽ sớm đi tìm một người đàn ông khác cho mình mà thôi. Các bạn thân mến, hy vọng rằng với việc chia sẻ 8 nguyên nhân khiến cho người phụ nữ ngoại tình nhưng khó dứt bỏ vừa rồi mà chúng tôi mang đến cho các bạn đã giúp cho các bạn hiểu hơn về một nửa thế giới. Khi tìm hiểu được những nguyên nhân trên thì chúng ta thấy rằng cũng có những nguyên nhân đáng trách và những nguyên nhân cần được cảm thông. Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải xin khẳng định được rằng việc ngoại tình, việc có một người bên ngoài của cả vợ hay chồng đều là đáng lên án về mặt đạo đức xã hội. Hậu quả của nó để lại là sự đổ vỡ gia đình, con cái chịu nhiều tổn thương, phải sống thiếu thốn tình cảm của bố hoặc của mẹ, thậm chí là tan đàn xẻ nghé, các con lại phải chung sống với những người khác. Hãy trân trọng những giá trị tình cảm gia đình, trân trọng người bạn đời mà mình đang có, để cùng giúp nhau có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và dành thời gian chia sẻ cùng với chúng tôi. Các bạn còn có nguyên nhân gì hay còn có vấn đề gì cần chia sẻ và thảo luận hay không? Đừng quên để lại những suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận của video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.